Xin chào các bạn, mình là Hoàng Vân. Đây, đây là em của mình. Hôm nay mình sẽ quay một vài món đồ chơi Polly Pocket mà ba mình đã tặng cho mình vào những nhân dịp như là sinh nhật, hoặc là Noel các thứ, hoặc là dịp Tết nè. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ quay các bạn một con ngựa khổng lồ. Nhớ vào kênh mình để coi nhé. Và đừng quên nắm chuông nữa nha. Đừng quên bấm chuông nữa nha. Đây, mình sẽ để sang bên đây. Đây, mình sẽ giới thiệu về con ngựa này. Đầu tiên, cách để mở, mỗi khi mở con ngựa này ra chính là kéo cái dây hình trái tim đây, kéo ra. Mình phải mở được. Bên trong cái con ngựa này, đây là bên trong con ngựa này các bạn. Đây những cái còn đây làm cái thiên con thiên nga nha. Con thiên nga này sẽ có một cái chỗ gắn hình trái tim đây. Chúng ta có thể thấy một vài cái hoa sen hình trái tim như thế này nè. Đây có một vài hình trái tim, như hai hình trái tim ở đây. Đừng chúng ta có thể lấy hai hình trái tim ở đây nè, gắn vô nè. Có một vài món nữa nè, rút lôi ra giúp hai với. Lôi ra cho. Đây sẽ lôi ra được rồi. Đây chị hãy lôi ra cho. Đây thì có một vài đây, ví dụ như là cái con ngựa này nó cũng có hình trái tim, mình có thể gắn con ngựa với cái này. Đây còn đây là đây, một bên nó có thể gắn đây. Đây là một bên của chúng ta đây. Đó, ta sẽ có một con người đa dạng như thế này. Mình thật ra vẫn còn một con người bằng làm cái phần này nè, là làm bằng dẻo. Còn đây là một loại nhân vật khác, cái thân và cái thân của nó có thể di chuyển được. Không được nói chuyện nhá. Đây, đây nó thể di chuyển được nha các bạn. Đấy, thấy chưa? Đó. Còn đây, xin còn đây là một cái vòng hình ngựa, hình cầu vồng, mình sẽ gắn như thế này, gắn vô đây. Ê da. Không sao cả, gắn vô đây. Mình không may làm rớ cái này ra rồi các bạn ơi. Không sao, mình sẽ gỡ cái gắn này vô lại. Gắn vô lại nào. Các bạn ơi, còn đây là cái xe ngựa nè. Thấy không? Cái xe ngựa chúng ta đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái này. Mình sẽ cho một con nhân vật lên đây đi. Mình sẽ kiếm một con nhân vật. Đây, con nhân vật này. Đứng lên đây. Nè, đứng lên đây. Cho nó đứng lên đây. Như thế này. Nó có thể đứng cho nó chơi hoặc là làm gì đó cũng được. Các bạn đã để ý cái hộp bên nào. Cái hộp này khi mua về cái đồ chơi này thì các bạn sẽ có một vài phụ kiện mini. Một cái kẹo nè. Cái kẹo này dùng để gắn lên tay của búp bê. Gắn lên tay của búp bê đây nè. Các bạn ơi, còn đây là gắn lên tay của búp bê. Để cho búp bê cầm á, cho búp bê cầm cái cây kẹo này. Sẽ có hai cái kẹo, một là cái kẹo màu vàng hoặc là một là cái kẹo hình chiếc màu hồng nha các bạn ơi. Cây kẹo màu hồng và cây kẹo màu vàng. Bông bóng. Còn đây là bông bóng nha các bạn. Bông bóng này có cái màu rất là đẹp. Khúc giới thiệu hả? Đây là cái đồ để cho con ngựa này. Có hai con ngựa, con ngựa hồng với con ngựa màu tím. Chúng ta có thể chọn ra một con ngựa màu hồng để cho nó kéo xe. Hai cái chìa khóa nhưng mà cái này là giống chìa khóa quá nên là giờ từ khóa thôi. Đó, như thế đi làm một. Còn đây là một cái áo. Cái áo này rất là hiếm nha. Các bạn rất là khó để có, nếu mà mua một cái bộ đồ chơi như thế này thì ít các bạn có thể tìm thấy được cái áo này. Áo này rất là hiếm nha các bạn. Còn đây là xích đu. Đây là hai cái váy làm bằng nhựa. Hai cái váy này dùng để cho búp bê. Ví dụ các bạn thích màu tím đi, các bạn sẽ cho búp bê mặc cái váy này vậy. Đây là váy công chúa. Xích chèo đây, đây là một cô công chúa. Đó. Hello bên. Các bạn. Là còn đây là cái bọc bên. Bọc bên. Còn đây là bọc bên nha các bạn. Và đây là xích đu và đây là cái đồ quay quay. Nó cũng giống như những cái này. Những cái con ngựa hồi nãy mình giới thiệu thì nó cũng có một cái phần dưới trái tim thế này nè. Để cho chúng ta có thể gắn vào. Còn đây là thành quả tất cả những món đồ chơi. Có cả cái cài với búp bê nữa nha. Tiếp tục, mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ đem đồ chơi trong đây hết. Bỏ vào hết rồi. Cha đổ quà đồng quà. Cha bỏ vô nha cái này xong rồi được. Nhân vật hình mục này, bạn nữ đang đeo mắt kính. Đeo mắt kính nè các bạn thấy không. Đó, nhân vật rồi đã đeo mắt kính với lại bộ áo len. Áo len hình cáo với một cái quần. Đây là con cáo của bạn này. Cáo màu trắng nha. Các bạn nhìn như con sói vậy thôi chứ thật ra đó là con cáo. Các bạn để ý không? Cái này nè, chức năng của cái đồ chơi này rất là hiếm nha. Rất là kỳ lạ. Nó có thể mở cái này qua, xoay vòng.
là chuyển sang một cái chỗ nền thật là phẳng. Chúng ta có thể chơi búp bê đứng lên đây, đi thế này nè. Chúng ta có thể lấy cái này chơi búp bê xoay. Đó, đây là wow. Đồ chơi này có rất là nhiều chi tiết rất là hay nha các bạn. Nè, như là cái cây thông nè, con thỏ đang ngồi trên một cái cây, hoặc là con cáo nha. Có những cái bông hoa nè các bạn thấy không, những bông hoa trên băng nè, đó cái băng nè đó. Còn đây, trong đây thì chỉ có một cái ngôi nhà cáo. Các bạn thấy chỗ này đúng không, bạn phải cho búp bê ra đây ngồi được. Mở này ra và cho ngồi như thế này, cho búp bê ngồi thế này nè, rồi đóng lại. Đây mình sẽ đặt lại đó, mình thấy cho búp bê đóng cái này nè, sẽ đóng lại này nè đó. Thôi tiếp theo sẽ là ngôi nhà màu tím nha. Sau khi mình đã cất ngôi nhà con rồi, hai chị em review luôn. Đây cúc mở ra. Đây ngôi nhà tím này có rất đủ tiện nghi nha các bạn. Đây mình sẽ để này nè, như là có một cái nhà vệ sinh trên đây, chúng ta có thể đóng như này hoặc là mở ra. Cái này nè, cái nhân vật này nè các bạn, cũng là một nhân vật mà không phải là một nhân vật có chân dẻo hoặc là chân dẻ này nè. Đây nhân vật mà có một cái chân có khớp các kiểu nè, có thể xoay 360 độ các thứ. Đây, em bé là các bạn không thể nào kiếm được em bé này trong những cái set khác. Đây là set có em bé. Nè các bạn hãy xem em bé đi. Trời ơi, nhà phát hành có cái này nè. Trời ơi, có chi tiết quá các bạn ơi, quá chi tiết luôn, mặc em bé quá chi tiết luôn. Em bé đang mặc một bộ đồ hình con gấu màu trắng nè. Nè, các bạn thấy trên đây không? Trên đây có một cái nôi, các bạn có thể mở nôi này ra cho em bé vào đặt cái này. Đó. Đó, cho em bé vào đặt vào trong đó. Đặt nó nè, cho em bé lên đây nằm ngủ. Và kèm theo đó sẽ có một đây, có một cái này, hai cái này nè. Đây là một cái đồ chỗ để cho em bé ăn. Đây là chỗ để cho em bé ăn, và đây là một con ngựa tập bên. Đó, chúng ta rồi, Cúc anh bỏ gì lên? Cúc bỏ cái giường lên cho em bé đó. À, cái giường này cho cô búp bê này ngủ. Cúc có nói gì cho em bé không? Các bạn ơi, các bạn để ý ở đây không? Cô búp bê này có một cái máy tính nha. Ở bên đây thì có một. Các bạn sẽ đặt một cái ghế đây. Một cái ghế và một cái bàn ở đây đi. Cúc cầm gì vậy? Cầm cái gì của búp bê vậy? Wow, ui cái... Cái đó là cái gì? Cái là cái nhún. Đúng cái rồi, bạc cái bạc bơ này cũng rất là hiếm nha, chỉ có trong cái set này thôi. Cái bạc bơ này sẽ đặt sau vườn. Đặt sau vườn đồ chơi ấy, nơi khu giải trí đúng không? Còn một thứ nữa đó chính là xe đạp nha các bạn. Xe đạp nè. Xe đạp này sẽ có một cái thiết kế cho em bé ngồi đây nữa nè các bạn. Rồi Cúc đi lấy món đồ chơi tiếp theo đi. Để chị hai cất đồ chơi này vào. Có cả tivi trong đây luôn nè các bạn ơi. Có tivi luôn nè. Đây là ngôi nhà gì đây? Wow, Cúc đây nói ngôi... thử coi. Cúc nói thử coi. Ngôi nhà nhím, nói to lên chứ. Ngôi nhà nhím. Ngôi nhà nhím hả? Đây là ngôi nhà nhím nha các bạn. Ngôi nhà nhím. Mai mình sẽ quay một vòng ngôi nhà nhím có một cái. Các bạn Cúc lau mặt cho các bạn. Đây là một cái bông hoa nha các bạn. Con nhím này là nữ nên nó sẽ cài hoa này, có mí mắt nữa nè, mở ra. Đây là một khu chăm sóc thú cưng các bạn ơi. Khu chăm sóc thú cưng nè, có cả con mèo các bạn. Đây con mèo này mini quá đi. Có một con người da đen nữa nè. Có một con thỏ nữa. Không, người da đen đâu. Người da đen mặc quần người da đen tím, áo tím. Để cho Cúc coi, giới thiệu với người da đen thử coi. Người da đen đang mặc đồ gì đó? Giặt đồ nhím. Có một còn cái chi tiết đó chính là con nhím mà xoay vòng vòng. Các bạn có thể xoay thỏa thích. Bên đây là một cái chỗ ăn. Các bạn có thể cho búp bê uống trà hoặc là cho búp bê ăn cơm nè, thấy không? Xoay được nè. Cho uống trà hoặc ăn cơm. Chỗ này có một con chó dẻo dẻo nữa và một con mèo đang nằm ở đây. Rồi để cái ngôi nhà nhím cho em review. Bây giờ con tiếp lấy tiếp ngôi nhà tiếp đi. Nhà ngôi nhà nhím này có cả cái lượt để chạy đuôi cho cả con mèo nữa các bạn ơi. Rồi lấy tiếp một ngôi nhà nào nữa, cái đó để cho em review. Để em chơi. Em chơi. Đây là ngôi nhà con chó, cũng giống như là ngôi nhà nhím luôn. Trong ngôi nhà con chó này có hai con chó, một con chó mẹ và một con chó con ở đây nè.
hai con chó này nè, đó các bạn thấy không? Đó. À, các bạn để ý đây không? Nè, cái này có thể xoay được nhé các bạn. Đây là một con chó mông hình trái tim và một con chó xúc xích đang chạy về đuổi nhau. Wow, đây, đây chính là nhân vật dẻo mà mình đã nói với các bạn nè. Nhân vật này có cái chân rất là dẻo nha. Và có thêm mái tóc dẻo như nữa nè. Tóc dẻo nè. Đây là hai mẹ con. Hai mẹ con búp bê nè. Đâu, Cúc có gì quay được đâu, con nhím nó quay được đâu. Đúng rồi, đồ chơi con nhím cũng có một cái đồ chơi đang quay được này đúng không? Đúng rồi, nó là con sóc. Đó là cái con sóc hả? Sóc à, con nhím chứ, nhím hay sóc vậy? Nhím. À, con nhím hả? Con nhím có một đồ chơi của Cúc đúng không? Nè các bạn à, cái này có thể mở ra được nè. Chỗ này là chỗ ngồi cho chó. Và ở trên đây có một cái máy chạy bộ nè, các bạn để ý không? Là máy chạy bộ. Và một chỗ tắm cho thú cưng. Chỗ này thì tắm. Và một cái dây để cho, để làm cái này nè, đây là cái dây này dùng đây. Gắn vô cái đầu của con chó. Gắn cái này vô cái đầu con chó này. Đặt nó lên trên cái chỗ để khám thú y như thế này nè. Đặt lên khám thú y, mình sẽ khám thú y cho nó. Và tiếp theo mình sẽ lấy thêm một ngôi nhà nữa nha các bạn. Để mình xem coi, kèm thêm ngôi nhà nào nữa coi. Cúc có ngôi nhà gì bự bự cao trên này đây. Cúc giới thiệu cái ngôi nhà màu vàng có con chim, lồng chim gì đó phải không? Chim màu xanh. Chim màu xanh lá. Đúng rồi, cái cửa này có thể mở ra được nè các bạn. Ba mở cửa ra, bên trong có một con chó. Một con chó. Cái khung cảnh giống cái thuyền vậy đó. Đúng rồi, một cái khung cảnh hình con chó. Có con mèo ở trên đây nữa nè các bạn, con mèo màu tím nè. Theo đây là món đồ chơi cuối cùng của chúng ta là một ngôi nhà bán kẹo. Ngôi nhà này rất là dễ thương luôn. Mình rất là thích nhất là ngôi nhà này vì nó có một cái kiểu dạng vừa vừa này, mình có thể đem đi khắp nơi được nè. Nó hơi vừa vừa thế này nè. Đây mình sẽ mở lên nhé. Bên trong ngôi nhà sẽ có một con búp bê. Búp bê đâu? Đây là búp bê dẻo nha các bạn. Búp bê dẻo nè, bỏ chân dẻo thế này. Và có một con đồ để chơi quay nè. Quay. Và một cái ghế. Cái ghế này để cho búp bê ngồi lên đây để tính tiền. Còn cái này để cho con quay, để cho búp bê chơi con quay. Đây mình sẽ đặt búp bê lên cho các bạn xem nha. Cái điều, cái này có một cái hai giống nhau. Nè quay đi. Này quay hai ông. Đúng rồi, giống nhau phải không? Quay dài giống. Có cái cửa nha các bạn, cái cửa này có thể mở ra được nè các bạn. Mở ra. Cái cửa này mở ra nè. Đây giống như cửa đằng sau á. Hello các bạn nha. Hello. Thấy không? Ở đây các bạn ơi, cái chỗ này nè là bắp rang bơ. Bắp rang bơ dằn quá trời luôn nè. Bắp rang bơ đi dứt xuống. Và chỗ này chỉ là một cái chỗ để cho búp bê lên bánh bạch nhai ngôi nhà bánh kẹo. Và bên trong này có hai cái ghế và một cái chỗ để cho búp bê đứng. Còn đây là một ngôi nhà, một cái chỗ để cho búp bê xem hình đó mà. Mình sẽ đặt búp bê lên đây. Thế này. Hello búp bê, trên đây xin chào các bạn nha các bạn. Mình là búp bê đây, xin chào. Chúng ta có thể cho búp bê lên đây, kể búp bê xuống. Đó. Cuối cùng mình cũng đã quay hết những ngôi nhà rồi. Đây, mình sẽ tổng hợp lại tất cả những ngôi nhà nha. Tôi muốn mua lô đài đi quay trên trên nó nhiều. Mua cái gì? Mua lô đài búp bê, búp thịt. Rồi, ok. Và đây, hai. Đây là ngôi nhà màu tím. Và ngôi nhà cáo, ngôi nhà bánh kẹo, ngôi nhà nhím của em Cúc đang chơi, ngôi nhà hình con chó, hình con chó đang thu cái mông ra các bạn ơi. Và cuối cùng set siêu cười lớn, tức là con ngựa unicorn. Cái này có cái cánh của nó nè, mình chưa có review cái cánh này. Cái cánh này có đưa lên đưa xuống. Mình có thể cầm con ngựa này đi khắp nơi nha các bạn. Đây, đây là những món đồ chơi nha các bạn. Đây, mình đã sẽ review cho các bạn xem nè. Đó, đây là những món đồ chơi nha. Các bạn nhớ đăng like và subscribe cho kênh của mình nha. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye các bạn đi. Bye bye.